Hello quý vị anh chị, các bạn đã quay trở lại video tiếp theo Dạ của tin nè, tức người cái nổi con này tiếng. Bữa nay nướng mình không làm tin tức người mà nổi tiếng mà bữa cho nay nó mình hồi giới nào thiệu với quý vị anh chị các bạn cái con một này nướng mau lắm. đặc sản của miền Tây. Đó là con ốc cẩm. Ở miền Tây á, là gọi là ốc gì? Con gì? Dột. Con dột. Còn ở ngoài Bình Định em kêu là ốc cẩm. Mà anh Yên này, anh Yên này quý vị anh chị bạn, anh kêu con ốc cẩm mà ở chỗ Ba Tri Bình Đại nó to vậy luôn hả? Dột. Dữ quá. À, nó to cỡ vậy luôn mà ở chỗ Lát Bánh Tri vậy, nó chút chiếu kêu vậy mà. Này là bắt với bắt con ăn À, con này là bắt con ăn đúng không quý vị như bạn? á. Thì Dạ, bạch ủa cái bạch con ốc cụm mới ra coi thử Phương. Là bạch rỡ phải nướng chín nó bạch mới được. À, phải nướng Đây mới nướng chín mới bạch được đây hả? đâu À, con ốc cụm nha quý vị như các bạn. Đây là nó là ốc biển hay là ốc ốc nước ngọt? nó ở nước lạ rồi. À, ở nước lợ. Ôi Đúng rồi, con ốc cẩm ở Ba Tri Bình Đại to vậy nè, nó gần nước, nó gần 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 biển hơn phải không? sao mấy dung tôm á. À, nó ở trong vuông tôm, sống trong vuông tôm, còn ở đằng đây là nó sống ở ngoài ngoài đi giờ hả? Bắt ở ngoài mấy cái gạch tự nhiên À, bán gạch tự nhiên nên con ốc cẩm ở đây nó nhỏ hơn, còn ốc cẩm ở Ba Tri Bình Đại nó to vậy. Đây. Nó cừ quý vị chị các bạn. Con ốc cẩm bự về ăn thầm. Nước nhiều lắm mà thiệt, con ốc cũng bị tôi à, ăn nước mà khui nè, thử con ốc cũng nhỏ hay khui dữ, để nó chín ra mới khui ốc cẩm nha. Cái tên quê ở quê là kêu ốc cẩm. Đây quý vị anh chị các bạn, đây là quên con gì, hào con hàu, con mà hàu nướng giỏi quý vị nha, nướng mỡ hành mà vừa rồi Covid dữ quá nó ốm, mang hàu nó hơi bị ốm nên cái vỏ nó hơi to quý vị chị các bạn. Họ hàu nướng mỡ hành nữa thôi, ăn với ốc cẩm nữa là y bài luôn. Rồi à, chúng ta chờ bạch cái con ốc cẩm ra coi. Không thiệt á, ở quê có con ốc cẩm ăn đã lắm, là đây ở trong này người ta đặt cái tên khác nó là con dột. Ở ngoài đấy đúng là thì nó đụng vô nó dột á đúng không, đụng vô nó dột dột á, ốc đấy nó dột ra đấy, đây đây nó hí hí rồi đấy, nó ném rồi nó dột liền này. Còn anh bạch ra này quý vị anh chị các bạn, bạch con ốc cụm ra, lần đầu tiên thấy ốc cụm nhỏ xíu rồi mà nghe 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 nó nói con ốc cụm to như bàn tay này. Ông nói giỡn ấy, ông nói thiệt cái ông nào. Hồi đó chị hai em có mấy cái vuông tôm mới với cái trong quần đại á, giỡn à. Hả bẻ Dì hai ở Ba Tri Bình Đại có mấy vuông tôm mà xuống dưới bắt con bị lớn, bị lớn nè, đâu đâu mà để tay nó đi vô nhà. Con bị lớn vậy nè, để cho bà con coi mời con nói chắc nước nhiều hay chưa, con 75 lạng á. Con ký á, đặc biệt ở trong ốc cụm nó có nó gì đen 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 này phải không, cái ruột nó là gì ta, nó có cái gì á luôn, anh bẻ ra luôn để không bên. Ủa anh ơi, thiếu mướn xanh rồi coi trên đó có không. Đó, đây đây đây, thấy không, cái gì anh chị các bạn, nó nước sùm luôn, con nhỏ xíu vậy này. Tí ăn vô vậy coi, con này ngon lắm. Chín rồi hả? Sao thì thấy còn sống á. Đây. Sống. Quanh nào chưa ăn con ốc cụm chưa? Con này này. Con lại. Hả? Chưa. Chưa hả? Lại. Quý. Đây quý vị anh chị các bạn thấy không? Review đúng nét luôn thấy không? Ngon lắm, con này ăn ngon lắm. Nghiền nghiền yên nó kẻ ngon lắm mà. Vậy mà còn cái con lớn này phải bỏ đậu phộng hay yên? Cái con bị to vậy bỏ đậu phộng hả? Không, cái hồi đó luộc xả không? Luộc xả hả? Sao cười hoài cô đen? Thôi quý vị anh chị các bạn ấy. Mình nói video mà mấy đứa nó cười dữ quá. Cho cái muỗng đi bác Trương ơi, bác Trương. Cái muỗng. Này, thấy không? Cái mỡ xanh không thấy. Đây là con bạch tuộc. Ủa lấy xước. Dạ, thôi em đổ miếng nước ra. Thôi bye bye mọi người nghe. Thấy trong đó nó có cái gì để cho con ăn.